Phước đức cạn mỏng nên tổn mình hại người. Đối với Phật Pháp Tăng, tuy có được phần tin ưa, nhưng vì ngu si nên không thể phân biệt chỗ cạn sâu của chánh pháp. Đối với Đại Thừa, tự nhàm chán, hủy báng, vứt bỏ, cũng khiến cho các hữu tình mới học chánh pháp nhàm chán, hủy báng, vứt bỏ. Đối với Đại Thừa, còn bảo, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng phải thật lời Phật, không nên tu học. Họ đã làm cho người khác hủy báng bát nhã, tự thân họ đối với bát nhã càng hủy báng hơn. Họ đã hủy báng bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì đối với trí nhất thiết cũng hủy báng sâu nặng. Do năng lực hủy báng trí nhất thiết một cách sâu nặng, nên đối với Phật Pháp Tăng cũng hủy báng sâu nặng. Do tạo ra nghiệp ác quá nặng này, nên nhân duyên các ác nghiệp tăng trưởng, đọa vào địa ngục lớn, lãnh chịu khổ cực dữ dội, hàng trăm ngàn năm chẳng được giải thoát. Do tội nặng ấy, nên trong thế giới này họ bị đọa từ địa ngục lớn đến địa ngục lớn khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi đã lãnh chịu các khổ cực dữ dội. Nếu khi thế giới này, một khi kiếp thủy hỏa phong vừa khởi lên, do ác nghiệp nặng nề của họ vẫn chưa hết, nên sau khi qua đời thọ sanh ở thế giới khác, vẫn đọa vào địa ngục lớn giống như trước, để chịu khổ cực nặng nề suốt trăm ngàn năm. Vì người kia tội nặng, nên ở thế giới phương khác vẫn ở hết địa ngục lớn này, đến địa ngục lớn khác, cho đến khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa xuất hiện, vẫn lãnh chịu các khổ cực dữ dội. Nếu ở thế giới phương khác, ba kiếp thủy hỏa phong tùy lúc khởi lên, vì ác nghiệp nặng nề của họ chưa hết được, nên sau khi qua đời thọ sanh ở thế giới phương khác, cũng đọa vào địa ngục lớn như trước, chịu khổ cực nặng nề suốt trăm ngàn năm. Vì tội nặng nên dù ở thế giới khác, họ vẫn đọa hết địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, cho đến lúc ba kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa xuất hiện, đã lãnh chịu các khổ cực dữ dội. Cứ như vậy chuyển đi mãi, lần lượt khắp các địa ngục lớn trong mười phương chịu các thứ khổ cực nặng nề. Nếu các thế giới khắp mười phương khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong khởi lên, vì nghiệp ác nặng nề của họ vẫn chưa hết, nên sau khi qua đời lại sanh vào địa ngục lớn của thế giới kham nhẫn này, từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, cho đến kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong chưa phát khởi, đã lãnh chịu khổ cực nặng nề. Nếu trong thế giới này ba kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong tùy lúc khởi lên, vì nghiệp ác của họ sâu nặng chưa dứt, nên sau khi qua đời sanh lại các thế giới phương khác nữa, trải qua khắp các địa ngục lớn chịu khổ cực nặng nề, cứ luân hồi như vậy vô số kiếp, cho đến khi năng lực của nghiệp tội hủy báng chánh pháp yếu dần đi, vừa được ra khỏi địa ngục lại đọa làm loài bằng xanh.